Nếu khác gì cái pha ném bom mà đốt bị đốt tay ba hết. Tôi cả thằng bay game ra vô. Ủa xuống nhà nào ta? Em biết thế nhở? Có thì sao? Cạch kill thôi. Có thì kill thôi. Cái địt mẹ. Trận này binh gần 400 luôn, cái trận hồi nãy binh binh 100. Tao cần tiền. Cây súng chấn phái của tao. Là có súng chấn phái rồi kìa. Chúng là tao giật tiền mà. Ui, đắt thế. Ui, binh cao mày. Binh 150 không? Tao 300 mà chưa than đây. Ba lô đâu, địt mẹ mày. Trời, ba lô ba luôn. Giáp ba luôn. Kìa, lại cứ bận ông ra ứng kiếm thì sẽ gặp đôi nha. Nhưng mà Barry đâu? Cần lắm. Ủa ơi. Nó Red Dead là cả Red Dead ngay. Ui, bên kia bắn sơm quá. Qua đây một kiểu thôi. Quá trời nè. Kia bắn gì quá trời vậy? Tao tìm Barry. Thì cô đéo nói gì vậy? Có. Bị cô cảm thấy thì cô. Gì? Bữa bữa sao ớt nè. Tao có rồi. Có rồi á, có rồi đó. Có bốn mít rồi. À, thì có. Anh nói gì vậy? Ý, có muốn đi lướt không? Lúc cái gì? Em lúc Paradise con. Giờ muốn ship tận nhà nè. Còn gì đâu mà lúc. Thì cô đã ký nhận nè. Cô. Giờ lúc xác. Cặp kêu. Tao có rồi, tao có hai cái rồi. Tao hai cái bút ít rồi. Mẹ. Ý, Barry của tao. Được tao có 6 hết đi mình. Tao vừa mới đưa cho Phil coi. Dạ thôi khỏi. Đây, tao đưa cho. Tao bán cá nè, qua tao đưa cho. Phải, tụi mày, hôm nay tụi mày bán à. Thằng nào cũng cầm 7 cái hết. Ở đây đi. Kèo cạch kêu. Lên thôi. Lên thôi, chờ đi nữa các bạn. Ok. Ai sẽ xem TV đây? Đã cam có đạn ra. Em đạn để tao lấy á. Lên đâu đây? Khúc nào? Hôm nay ha. Này khó vô mày. Nào khó. Mày khỏi lo. Ở ngoài kìa. Ui. Nó chạy ngoài kìa. Ui, lỗi thế. Sao vậy? Cái gì mà sao nó chi? Nó có cái gì chi của nó mày? Bắn nó 3 phát rồi. Còn nữa. Hết. Ba kill easy. Thằng nào? Còn nữa nha, còn lại nó đứng. Từ từ.
Hồi nãy nó còn nữa, còn nữa, còn nữa, nó đang ra, nó đang ra, nó đang ra. Đó, máu rồi. Nó còn nữa nha. Trên đầu tao nè, phía cô nhìn lên đầu tao nè, phía cô. Minh Minh nhìn đầu tao nè Minh. Ôi ôi. Đấy là cửa. Cái địt mẹ nó làm gì? Bỏ vào trong đi. Nó ở trên đầu đầu. Đã chỗ bức tường. Nó chỗ bức tường mà nhé nhé. Má. Ôi giời ơi. Chết hết. Ui, chẳng có lắc vãi. Bucket lot 57, 100%. Vãi. Bé sạc lơ. Ủa sao tao đéo bị pin to vậy, mấy pin tới 200. Mà mình 400 này đéo hàng nè. Bucket lot. Đây là bucket lot kìa. Tao đéo bị lót luôn, mà tao chỉ bị bên cao thôi. Không bị lót. Chơi mở cái xỏ rồi. Vậy là bên tụi mày nhiêu là bên tao nhân đôi lên hả? Để em bắt kịch lót 80% trò chơi. Ai bị kẹt dù. Nè. Bên bắt kịch lót cao lắm, hồi chạy giờ tay le xong bị băng nít nè. Giống Minh vậy đó. Vậy đó bị ban. Ai bây giờ Minh không bị ban ư? Chắc tao phải gửi cái hình lại quá. Và làm như củ cải thế này thì thì phân không tao thấy mùi thì phân thôi. Dạ, thì phân không refund nhưng mà không trả tiền lại nhé. Hai game thật khó hiểu. Thôi đi mắt đi mày ơi. Mắt đéo gì cho đi. Rồi người nhiêu đây 100% thôi, không quá gì nữa. Chắc như mà bắn để ra đạn. Tao bắn mày thử là biết liền à. Chạy ra bờ biển lốt đi, đừng đi vô trong nữa. Bravo. Cam Bravo có người á, có một team đó luôn á. Là Lakawi à. Cái xe này có đi gì? Bay đây. Chịu cái địt mẹ sao đéo bay. Tôi cô lấy xe ổn hồn. Biết sao không? Tại vì tạ quá sao bay được. Để tao làm một pha bốc đầu. Rồi bay lên mạng rồi. Ê. Xe vết ta rồi. Má đi rồi này, đầu óc đi cô ơi. Như là này, mẹ có vấn đề. Tìm anh. Xe gì vậy? Xe làm. Xe làm. Phải lòi xe lê. Xe tụ má. Giải thằng. Nguyên team này luôn. Cái gì vậy? Nguyên team này luôn. Giải thì mình. Dạ. Nguyên team này luôn mà nó canh mày không thấy à. Sao mà thấy được. Nguyên team luôn. Thấy nó rồi. Tui xe thế tao bắn. Nguyên team đứng trước mặt luôn. Chắc có thể là lút sát tao á. Nếu mà là lút sát không vừa vậy thì mày lát quá vậy. Cứ chạy tới xong tay lên ngược lại. Tao xem phi cô tụi mới lát rồi nè.
Mấy ngày vậy? Trong nhà có phi con. Nguyên khu nhà dưới là có trời á. Mày tao lắc mà tao lè mấy mấy người. Ủa cái gì mà? Tao tay lên mà bọn bị bắn. Đưa con kìa. Như sao lắm mày cà phê cô? Ôi. À, cái lồng gì thế? Tôi vừa thấy cái lồng gì thế? Tôi vừa thấy cái lồng gì thế? À bắn thấy. Ngang với phải duy trì an toàn nữa. Đâu má? Còn thằng chạy lên nữa cà phê cô. Bên trái. Cô có thằng chạy lên nha. Đâu má? Để biết cô ta le quá. Nó bắn mà nó nhức đầu luôn. Trời ơi, cái gì vậy Bita? Ui, tao thính kìa bầy. Tao thính luôn kìa. Mình thính rồi. Bita đúng rồi. Coi à, tay lên. Lộn có cái thùng luôn kìa, có đợt heo. Ừ. What the? Bita cầm lũ á, bích to bắn xa vậy sao? Ê, cái thằng Phan Anh Quân kìa. Thằng nó không bỏ bị tao giết bằng hít sọt. Team đó hình như là chết hai thằng rồi đúng không? Ừ. Nó thằng cái thằng mà làm phiêu cô mới giết á, nó làm bộ set cái kiểu nhập á. Thôi bắn nhau luôn kìa. Bắn nhau kìa. Đấy, tụi nó lấy thính á, tụi nó lấy thính á. Rồi. Lấy kìa. Mày nó bắn nhau kìa, từ từ đi. Thôi chết rồi, nó chết luôn. Khanh 113 kìa, giết Khanh 113 đi. Ừ. Lấy thính đó. Lấy cái thùng rồi. Mày, nó tới. Nó đi bên kia rồi. Trời. Ôi trời ơi, hay quá bạn tôi. Quá, nãy giờ không được top 1. À, chưa thấy top 10 luôn, chứ đâu nói top 1. Bạn top 15, 16 luôn à. Tao chưa thấy được cái súng chấn phái của tao nữa đó. Tắt quá, FPS tục. Skid lot. Súng chấn phái của Huy là súng nào? Game thế này thì sao mà chơi? Ôi, mới vô đánh nhau mới 12k kìa, ghê vậy. Anh nghĩ sớm rồi, Minh, ai như mày. Ủa, cái súng bắn. Còn quá. Thôi bắn rồi. Vita đi xa quá, liệu có trở về không? Đi thật xa để trở về. Thấy không? Đồng rồi tôi còn không bao. Thôi. Thấy như tay nhảy sẽ có súng trấn thái của ai đó. Thêm một hộp trấn thái K98 nữa. Combo thần thánh luôn. Bằng đèn mở rộng thêm nhanh luôn. Trời ơi, bo này là tiêu mẹ rồi. Đâu rồi, đồng đội tôi đâu? Tôi mang súng trắng phá. Thôi, đồng đội tôi có tiền súng gần đây. Ready, ba rồi.
chạy không kịp đâu. Ủa cái chết bắn lại ngon hơn cái búp bê lớp của cái 98 như vậy. Cái 98 cầm búp bê lớp ngon hơn. Cái 98 mà bắn nhiều viên, còn cái kia mà bắn từng viên. À, cái 98 mà bắn nhiều viên thì mới nạp đạn nhanh chứ, còn cái kia mà bắn từng viên thì có quan trọng đéo gì đâu, giật cái không giật đâu. Giật cái không giật không quan trọng gì. Mà bắn gì? Được tiếng súng răng tại quái. Tại quái hỗ trợ đi. Tại sẽ tặng một khẩu cái 98. Đi cho xa vô rồi kêu hỗ trợ. Thật xa để trở về. Đi hồi xa thì gọi điện bắt cúp. Hãy đồng đội tôi không lúc quá đẹp thôi. Số. Đi thật xa để trở về lobby đếm số. Đi thật xa. Ngồi ở đâu? Xa lắm. Lòng thế. Hả? Cái gì vậy? Cầm nhầm súng hoài vậy. Mày nghe nó. Há à, nãy bắn cái chỗ Paradise cái bác cái lỡ lúc mà bị lia hết. Đĩ mẹ nó bắn gục 4 thằng luôn mà bị cưa KS hết 2 thằng. Súc giật thiệt. Có berry nè. Thôi 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 7 kill. Thôi có berry nè, súng trong phai nè. Có rồi. Modern Bullet. Súng trứng. Súng trứng phai. Khi nào mà phong độ tốt nhé. Còn phong độ shit thì chứ phải thì tôi bóp giá 9 vạn. Để tôi cầm khẩu cánh phải của mày. Ui ui ui, đánh nhầm. Ui, cả người bắt ấp rồi. Cả người bắt ấp rồi, vô tiếp thôi. Bắt cúp hay là nằm luôn hai thằng K98 đây vô bò đi bà. Tao bảo mà 16 lấy mình. Quá 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 quá. Ủa má thiệt luôn hả? Gì vậy? Má chưa kịp nằm đạn ra. Chưa kịp nằm đạn K98 nữa. Đâu vậy? Tao được, chỗ nó sát tao á. Tụi sát Minh nè. Tao thấy mày không? Không, không thấy tao. Bởi vì nó thấy mày nó là. Đi, tao nghe chân, tao nghe tiếng cái. Trong khu nhà. Tụi bay nhìn qua có thấy không? Trong nhà tao nè, nhà tao ngồi nè. Trong cái nhà tao ngồi á. Nghe không? Không thấy. Nó ngồi trong nhà. Nó vẫn còn đi nè. Nó chuẩn bị leo ra đó, tụi bay chuẩn bị bắn đi. Bên trái. Hay quá. Thằng đó. Thằng dỗ cây kìa. Ôi, có súng nhắm. Đấy, easy, chết luôn rồi. Còn thằng con xuống nhắm ở xa nữa. Hả? Là thấy nó rồi. Thằng đầu cây chết luôn rồi, phải không? Nè, chịu này. Chịu này, chịu này. Ôi, hai thằng luôn hả? W à, W. Sao đá W á?
còn đéo có kit nữa, nhạc thiệt. Chạy bò cái đã. Tại còn không có giáp đây. Thịt mẹ. Chạy bò đi, chạy bò đi. Mày đi đâu rồi? À. Đã hết máu rồi, không có kit, không có gì hết á. Chắc tao có ở khỏi. Mày đồ tao à? Ê kể nè, ê kể nè, ê kể nè. Tao phải vô trước rồi, tao không có gì để chơi hết kit hết á. Rồi đi. Rồi vô rồi, lát tao chia kit cho. Liệu tao có còn sống để lấy không? Mày thấy tao còn lựa chọn nào khác không? Má bây giờ nhìn ra ngoài cũng đéo thấy nó chạy đi bắn nữa nè. Bây giờ cái xanh nó đậm nhỉ? Ừ. Cái xanh bao nhà. Ở đây Huy, lại chia kit cho nè. Á, kit xong chạy tiếp. Ấy kệ. Qua đây đi, qua đây đi. Chạy luôn, chạy luôn đi, chạy luôn đi. Chết cái đã. Chạy luôn đi. Chạy luôn đi mới kịp chứ đồ mẹ. Còn gì nữa? Ờ, bò xa bò luôn. Tiếng xe kìa. Ồ, 65. Sao mình nghe được qua đá hay vậy? Hơi xa chút. Tại sao ta chưa nghe mà mày nghe rồi? Mặt luôn kìa. Hay lắm, chắc trên đồi, nghe tiếng vang. Ở lưng mình có nè. Nè nè nè. Nãy thôi. Chắc là bắn cái tụi nãy bực bệnh vậy. Tao đi đó vào đéo sao hết mà bên đi vào lại bị chết. Thật buồn. Hồi nãy đồ mẹ Huy nghe tiếng chân hay quá à. Đồ mẹ kêu ở trong nhà mẹ đã chạy lon ton ngồi được. Hai thằng mà. Đéo tin được. Tao giết thằng rồi đó, mình thấy mẹ. Hai không, hai thằng nó chạy ngoài đường. Lúc mày kêu ở không, trong nhà. Không, hai thằng ngoài đường là khác nữa. Trong nhà tao có thằng tao giết rồi. Ừ. Giết rồi. Thằng trong nhà chạy ra nữa, cái thằng hơi bị giết luôn. Thằng cái thằng giết mày mình, tao giết nó đó. Mấy thằng ngoài nữa. Một team nó ngoài nữa, còn thằng trong nhà tao giết rồi. Rồi trên đồi có người nha. Chắc phía trong mình à. Tao nghe là không cái nào mà sai được. Thủ viện mình sao? Thì có cấm nào sai không mày? Đó. Cái bát nào lấy không? Không. Bát cái đất. Bạn nào mở rộng ai gãy cơ? Bạn nào mở rộng à? Mở rộng. Ai đang dịnh. Vô trong cái đó mày ơi, bò xa quá. Huy phải lắc tao nữa hả? Những màn chạy marathon huyền thoại. Lâu rồi chưa gặp. Lâu quá, tiêu chạy marathon rồi. Hôm qua nhảy xuống tắt non cái top 1 ngay đó luôn, đéo đi đâu hết. Nhạc thiệt. Khỏi di chuyển. Khỏi di chuyển đi đâu hết. Thính rớt ngay đó luôn, hai cái nữa mới chịu. Quá nhanh trong một cuộc tâm. Chỉ cần đứng yên thôi là top 1. Trời ơi, bo kìa, phải lòn. Về đảo bên kia mẹ rồi. Chạy nữa. Chạy nữa chứ gì nữa. Nè, ban đầu mở rộng thấy nhanh à. Chết bát luôn. Chạy nữa đi, đồ mẹ vòng qua chỗ banan đi. Phi cô à. Nè nè nè, ban đầu mở rộng thấy nhanh. Thôi, ở xa rồi, chạy đi. Đi nhanh còn mua vé tàu kịp. Ê, tao nghe tiếng chân có thằng nào chạy quanh tao mày. Đúng luôn. Cái đầu tao. Phải luôn. Tao chạy qua đây nè. Né đi, né đi. Đi xuyên ba cụ. Ủa sao hang bay xin đi ngay đó ngã ba chi vậy? À, ngã ba tử thần. Tay trái nó cũng bắn nhau.
tay phải thì mày kêu nó chạy ngay trên đầu mày. Trên đầu nhưng mà đi dưới này không sao. Đấy. Ôi nó đục vào. Mẹ trên đồi nó mẹ nó đục nhau trên đó kìa. Đục đục đục. Qua cầu sớm không mày? Đang chạy nhanh vô mấy cái lùm nè. Thôi đồ mẹ ngồi. Lát mẹ kiếm đường bơi qua sông. Không ấy. Chạy luôn, chạy vô, chạy chạy ba luôn đi. Lên đây này, chạy lên trên này này, lên trên này này, lên trên này. Chạy vô giữa ba luôn. Đừng vô giữa bò sớm. Chết á. Mình chết đâu. Giữa ba lên đây nè. Lên chỗ này mình chết đấy. Tao mắc đáy quá, tao phải dựng lại đáy thôi. Minh coi tao chạy lên cầu nè Minh. Thì coi tao chạy mà không ai bắn tao nè. Rớt nè. Cái cầu thủng lỗ rớt nè. Rớt cứt á. Em thôi bà. Anh ta dùng cái cô thì sát nhau quá. Thôi mày đi chậm lại đi. Mày đi nhanh lên. Mà thay quay quá. Ui thằng này bắn cái thụp ngay cái đầu tao à. Đẹp quá, tôi thấy tem tôi giàu quá. Ba thằng cây 98. Tao phải nằm xuống đi đái đây. Thủ 2 kìa. Bắt cấp xe đây. Xe à. Vô kìa. Có đạn không mày? Tao có mấy dục viên à. Cái gì? Ăn 7, có đạn có nước gì không? 7 bên này nè. À thấy rồi. Đạn hết nước rồi. Mà có bao giờ có cấp xài không mày? Tao có, người ta đang xài rồi. Lên tàu nhìn cậu mày ơi. Kìa, có thằng nhảy cầu kìa. Ừ, nó qua được cậu nhảy cầu rồi. Hướng 60, đi dưới mép sông á. Lên đi, tụi mày làm gì vậy? Bỏ rồi. Có thằng đi dưới mép cầu, nó qua được cầu rồi. Cái mạng bắn luôn. Không được, nó nhảy xuống cái mép cầu liền luôn rồi, tao chưa kịp bắn, chưa ấy nữa. Có một thằng à. Cam lại, đồ mẹ ở tới đây cam lại. Nó đi qua hướng bên phải cầu á. Ê. Gì biết ta? Xe. Xe. Đi ngang rồi, đi ngang. Ê nó dừng. Nó dừng rồi. Không có cấp xe tờ bán. Ui có thằng hả? Có thằng hướng kia kìa. Kia là hướng nào? Hướng tay chỉ á. Cám cam. Thấy rồi, thằng áo đen đúng không? Ừ, đen gì đó. Ê, có thằng cầm lên, có thằng cầm lên. Có thằng cầm lên hướng 350 nè. Lên bên này, bên trái bên này. Có thằng nó ném lửa lên. Có thằng nó ném lửa lên hả? Lên, nó ở gần tao đây. Ê, đừng máy gì vậy? Gần vậy.
Phải không? Tao vừa đi quá đập vô mặt tao luôn. Tao rốt rẻn luôn. Tao đéo hiểu gì luôn. Ui à. Ba nhà kìa ba chết này, hơi chết quy này. Rồi, tao mấy rồi. Cứu chưa? Cứu chưa? Cứu rồi. Rồi coi coi. Ôi, cái này bắn đâu? Đây nữa. Gần gần gần. Tôi phải kiếp đã bạn ơi. Bên trái mình. Trời ơi, tôi phải kiếp đã. Mà đã đéo có kiếp thì còn bị bắn nữa. Đứng dậy coi. Ủa? Trời ơi. Còn thằng đó đâu? Trời ơi. Ủa vãi lồ, hai thằng nằm chỗ luôn. Thôi là nghỉ nha.